Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha. Ngày hôm nay thì Trường Thành Audio về rất là nhiều bộ micro chính hãng, thương hiệu là APK825 mã. Vừa rồi thì Trường Thành Audio về kho khoảng 100 bộ như này nha quý vị. Và anh em hiện tại thì mang lên trên này 10 bộ để lát nữa test để gửi cho một anh khách kinh doanh cái hệ thống quán karaoke ở trên Quảng Nam. Và tiện thì Trường sẽ quay và review giới thiệu luôn cho toàn thể quý vị và các bạn về cái dòng sản phẩm micro cao cấp APK825 mã nha quý vị. Ở cái dòng sản phẩm này là cái hàng chính hãng và được nhập khẩu trực tiếp, có đầy đủ cái giấy tờ chứng từ xuất xứ rõ ràng nha quý vị. Đây, quý vị có thể nhìn với những cái dòng sản phẩm chính hãng thì bên ngoài sẽ có một cái tem phụ này nha quý vị. Rồi, và bây giờ thì Trường sẽ mở ra cho toàn thể quý vị chiêm ngưỡng bên trong. Với cái dòng sản phẩm K825 mã này nha quý vị, là cái đời cao cấp nhất trong cái dòng K series của thương hiệu micro AP. Cái dòng K500 là cái dòng thấp nhất nha quý vị. Ở cái dòng đời sản phẩm K825 mã này thì có nhiều tính năng nổi bật hơn này, và cái chất tiếng cũng hay hơn là dòng K500, và giá bán cũng cao hơn. Đó, cái gì cũng hơn, bởi vì là đời K800 mà. Trong cái đời K series, xin lỗi quý vị, thì có K500 này, sau đến K600, K700 và K825 mã là cái dòng cao nhất. Đây, quý vị có thể nhìn cái mặt trước thương hiệu AP, rồi nhôm phay rất là sang trọng luôn. Cái này rất là sang và có đầy đủ cái tính năng, quý vị có nhìn đấy đúng không ạ? Đó, tính năng chống rú này, tự động ngắt này và hẹn giờ tắt, tần số giải tần số UHF. Và đây là các nút tính năng của bộ đầu thu micro. Phía trước thì có cái màn hình rất là đẹp. Ở giữa quý vị có thể nhìn có một cái nút nguồn cách điệu rất đẹp. Lát thì Trường sẽ bật hẳn lên và thử test âm thanh cho quý vị và các bạn nghe thử thực tế luôn nha. Ngày hôm nay thì phải thử test toàn bộ cả 10 cái bộ này luôn nha quý vị. Đây, lát anh em phải test toàn bộ, bởi vì mỗi một cái đơn hàng ở xa thì Trường Thành Audio đều phải test rất là cẩn thận trước khi gửi đến quý khách hàng. Đặc biệt là 10 bộ này gửi đến cái công trình quán hát karaoke của nhà anh Thuận ở tận Quảng Nam nha quý vị. Quảng Nam rất là xa nên là chúng tôi rất là cẩn thận. Đây, quý vị có thể nhìn chi tiết cái tay micro APK825 mã nha. Đây là một cái lớp sơn như quý vị, lớp sơn chống vân tay, cái lớp sơn rất là đẹp. Và cái lưới quý vị có thể nhìn này, in rõ luôn là K825 mã nha, in rõ model sản phẩm luôn. Và phía trước cái màn hình này là để hiển thị cái thông số, tần số sóng này và cái mức độ dung lượng pin của chúng ta. Phía dưới thì thiết kế bằng một cái xoáy bằng nhựa, cũng rất là đẹp, cực kỳ là sang trọng luôn. Với những cái dòng thương hiệu AP thì có trên thị trường rất là lâu rồi. Đây là một cái dòng thương hiệu của Mỹ nha quý vị. Sản phẩm được bán rất là chạy. Đặc biệt là cái dịp cuối năm này thì Trường Thành Audio về rất là nhiều. Mỗi một lần về là về tầm khoảng 100 bộ như quý vị, nhưng mà cũng chỉ một thời gian thôi. Rất là nhiều quý vị hỏi nhưng mà cũng không về kịp hàng. Đó. Đây, quý vị có thể nhìn sát bên trong. Sản phẩm này là của bên công ty Tân Cường nhập khẩu như quý vị. Đây, có đầy đủ tem của bên Tân Cường. Rồi. Đây là một cái bộ nguyên đai nguyên kiện như quý vị. Đây, khi quý vị mở ra thì sẽ có hai tay micro. Đây là hai tay micro và một cái jack 6 ly được tặng kèm theo này. Và hai bộ chống lăn. Đây là cái adapter nguồn. Đây, anh thử bỏ cái adapter nguồn ra xem. Đấy, adapter nguồn nha quý vị. Và quý vị để ý nha, chúng ta phải nhớ cái adapter nguồn này. Quý vị phải nhớ cái thông số của nó là từ 100 đến 240V đây, AC. Nguồn output là 12V. Dòng của nó là 500mA. Ok, và bây giờ thì Trường sẽ cắm cái này, cắm lên điện cái bộ đầu thu để quý vị xem cái mặt đồng hồ hiển thị của bộ micro này nhé. Đây, quý vị nhìn cái màn hình hiển thị của bộ đầu thu micro APK825 mã rất là đẹp đúng quý vị, cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là cái nút đây quý vị, ở giữa là cái nút nguồn nhé,
Nút nguồn khi chúng ta bật thì có cái đèn sáng rất là hay, và giữa là cái mắt tín hiệu để nhận sóng giữa tay micro và bộ đầu thu này nhá. Quý vị có thể nhìn chi tiết cái bộ đầu thu của chúng ta, rất là nhiều tính năng, và bộ micro này thì hoạt động trên cái dải bước sóng UHF nha quý vị, UHF và dải tần số 600. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.